Chào tất cả các học sinh lớp 8, các em đang theo dõi video bài giảng thuyết giáo khoa vật lý 8 được phát hành trên kênh YouTube Học247 TV. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo của chương 1, chương cơ học, và bài học mà chúng ta tìm hiểu hôm nay là bài 8, áp suất chất lỏng bình thông nhau. Bài này kéo dài 2 tiết, nên tiết này cô sẽ dạy cho các em nội dung phần đầu tiên, đó là bài áp suất chất lỏng. Áp suất chất lỏng. Một câu hỏi được đưa ra đó là tại sao khi mà lặn càng sâu, giống như hai anh thợ lặn này, lặn càng sâu thì người thợ lặn càng phải mặc một chiếc áo lặn chịu được áp suất lớn, và liệu đó có phải là do trong lòng chất lỏng cũng tồn tại áp suất hay không? Thì để giải thích hiện tượng trên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học dưới đây. Hình ảnh của người thợ lặn. Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ lặn chịu được áp suất lớn? Quý bà chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. Trọng tâm của bài này, các em cần nắm cho cô hai điều. Nhất là sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng, và thứ hai là công thức tính áp suất chất lỏng. Ta biết rằng khi mà đặt vật rắn lên mặt bàn thì vật rắn sẽ tác dụng lên mặt bàn một áp suất theo phương của trọng lực, đó là áp lực. Như vậy thì khi đặt trong nước thì sao? Khi đặt vật bên trong nước thì sẽ có những lực gì tác dụng lên vật? Chúng ta đi vào nội dung phần 1 lớn, sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng. Một nhỏ là thí nghiệm 1. Chúng ta sẽ chuẩn bị những dụng cụ thí nghiệm như sau. Thứ nhất là một bình trụ có đáy C và các lỗ AB, đây là lỗ AB bịt bằng màng cao su mỏng và một cốc nước. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Bước 1, trước khi đổ nước, quan sát hiện tượng các điểm A, B, C, các màng cao su có thay đổi gì không? Trước khi đổ nước các em nhé. Thì chúng ta thấy rằng như thế nào? Không thay đổi gì. Và bước 2 thì sau khi đổ một lượng nước vào bình trụ thì quan sát hiện tượng xảy ra đối với các màng cao su tại ABC. Sau khi đổ nước vào bình trụ, cô đổ nước vào bình. Như thế nào các em? Các màng cao su tại ABC nở ra đúng không? Lại nhé. Như vậy thì lúc này chúng ta có kết quả thí nghiệm nằm ở phần C như sau. Các màng cao su tại A, B, C trước khi đổ nước thì nó không có hiện tượng gì cả. Còn sau khi đổ nước thì các màng cao su tại A, B, C nó bị phồng lên. Hay nói cách khác là nó bị biến dạng. Và thực hiện câu hỏi C1, các màng cao su bị biến dạng như hình 8.3 chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ điều gì đấy các em? Đó là chứng tỏ rằng chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình và thành bình. Bây giờ chúng ta thực hiện thí nghiệm 2, tiếp theo phần 2 nhỏ thí nghiệm 2. Dụng cụ thí nghiệm. Chuẩn bị cho cô một bình trụ thủy tinh, một đĩa đê tách rời và chậu trong đựng một lượng nước. Đây một bình thủy tinh. Một cái chậu đựng một lượng nước. Bây giờ chúng ta tiến hành thí nghiệm như sau. Quan sát lại thí nghiệm nhé các em. Từ thí nghiệm 2 này chúng ta đi tới kết luận như sau. Câu C4 dựa vào các thí nghiệm trên, hãy nhận từ thích hợp cho các ô trống trong kết luận sau đây. 1. Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên chấm chấm bình mà lên cả chấm chấm bình và các vật ở chấm chấm chất lỏng. Đó là gì? Chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên thành bình mà lên cả đáy bình và các vật ở trong lòng chất lỏng. Hay nói cách khác, chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó. Nghĩa được nhà cô ha. Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung phần 2 lớn là công thức tính áp suất chất lỏng. Một cái chậu đựng nước có diện tích đáy là S và chiều cao h, thì lúc này áp lực của cột chất lỏng tác dụng lên đáy bình bằng trọng lượng của cột chất lỏng, nghĩa là sao? Trọng lượng của cột chất lỏng nghĩa là F bằng V, và P thì bằng V nhân D trọng lượng. Trọng lượng thì bằng thể tích nhân với chiều cao, V nhân D. Thể tích V thì nó sẽ bằng thể tích thì bằng gì? Diện tích đáy nhân chiều cao, tức là bằng S nhân H nhân D. Hay nói cách khác, P lúc này viễn bằng S trên S, mà F á, thì sẽ bằng SHD cùng với lại là D nhân S nhân H. Trên cho S mẫu số ở dưới, rút gọn SD thì ta sẽ được P bằng D nhân H. Với H là độ sâu tính từ điểm, thì áp suất đến mặt thoáng chất lỏng. Và chúng ta chú ý cho cô rằng công thức này cũng áp dụng cho một điểm bất kỳ trong lòng chất lỏng. Chiều cao của cột chất lỏng cũng là độ sâu của điểm đó so với mặt thoáng. Đây là hình ảnh về dưới đáy đại dương có vô số loài sinh vật đang sinh sống, như là san hô, tảo. Từ đó hãy kể tên một số biện pháp đánh bắt cá mà em biết, và trong các cách sau em không chọn cách nào, vì sao? Một số biện pháp đánh cá mà chúng ta biết là gì? Đây là câu cá. Đây là gì? Giăng lưới bắt cá, đúng không? Hay còn gọi là kích vó. Biện pháp thứ ba là chài lưới. Và biện pháp thứ tư là dùng mìn nổ. Như vậy thì chúng ta không ủng hộ cách nào các em? Là chúng ta không thể dùng mìn nổ được, gây nguy hiểm và ô nhiễm môi trường biển. Và nếu mà chúng ta dùng mìn để đánh bắt cá như vậy á, giải thích theo nguyên nhân của áp suất, đó là áp suất do mìn gây ra sẽ được truyền đi theo mọi phương, gây tác hại cho các sinh vật trong một vùng đất rộng lớn và hủy diệt sinh vật, gây ô nhiễm môi trường. Do đó tuyệt đối không nên dùng mìn để đánh bắt cá, là vi phạm pháp luật. Và chúng ta có một số hình ảnh về cá chết hàng loạt và thuốc nổ. Bây giờ cô sẽ cung cấp cho các em sự tư duy của bài này như sau. Trong bài này, phần đầu tiên chúng ta sẽ học về áp suất chất lỏng. Đầu tiên các em cần nắm cho cô về đặc điểm, đó là chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình, chất lỏng gây ra áp suất lên thành bình và chất lỏng gây ra áp suất ở trong lòng nó theo mọi phương. Về công thức tính áp suất chất lỏng đó là gì? Công thức V bằng D nhân H. Với D là trọng lượng riêng của chất lỏng tính theo đơn vị Newton trên mét khối, còn H là chiều cao của cột chất lỏng. P là áp suất ở đáy cột chất lỏng tính theo Pascal hoặc Newton trên mét vuông. Đặc biệt, sau khi học xong bài này thì cần phải nghiêm cấm đánh bắt cá bằng chất nổ. Rồi các em thân mến, như vậy là chúng ta đã đi xong các nội dung chính nằm trong phần áp suất chất lỏng. Qua đó thì các em cần phải ôn tập và rèn luyện thêm một số yêu cầu mà bài đã đưa ra, như là biết được chất lỏng không chỉ gây ra áp suất lên thành bình, đáy bình và các vật ở trong lòng chất lỏng, và xây dựng được công thức tính áp suất chất lỏng từ công thức tính áp suất. Các em hãy cùng đón xem các video tiếp theo nằm trong danh sách bài giảng sách giáo khoa vật lý 8 và danh sách Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 8 được phát hành trên kênh YouTube Học247 TV, và đừng quên bấm subscribe kênh cũng như chia sẻ và mời bạn bè cùng học các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học247 nhé!